Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình trình bày phần lịch sử đen của Công giáo truyền thừa qua 2.000 năm nay. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Dẫn nhập trong lịch sử các tôn giáo của nhân loại. Ngày nay, qua những nghiên cứu chính xác tràn ngập trong thế giới Tây phương, trong giới trí thức hiểu biết, Công giáo được biết là một hắc giáo, một tôn giáo đã tận dụng hắc ám chủ nghĩa, nghĩa là theo Hán Việt từ điển của Nguyễn Văn Khôn, chủ nghĩa cốt làm cho nhân dân ngu muội tối tăm. Điều này sẽ được chứng minh qua các tài liệu trong phần 1. Nhưng không chỉ chủ trương làm cho nhân dân ngu muội tối tăm, mà Công giáo còn là một tôn giáo gây nhiều tội ác nhất cho nhân loại. Đến độ tất cả những tội ác của các ý thức hệ thế tục hay tôn giáo khác trên thế giới, kể cả của Hitler và Stalin, cộng lại cũng sẽ trở thành mờ nhạt trước những tội ác của Công giáo. Phải chăng vì vậy mà một học giả và cũng là một nhà thần học người Đức, Joachim Kohn, đã viết: người nào chưa bao giờ thấy mình căm phẫn Kitô giáo thì chưa bao giờ thực sự biết về Kitô giáo. Thực tế là những lời trích dẫn từ cuốn Thánh Kinh của Kitô giáo ở trên đã được Công giáo áp dụng và đã thực hiện những lời trên của Giêsu, một thường dân Do Thái mà họ tin là Chúa trên khắp thế gian. Thật vậy, mục sư Elin Ringgat đã nhận định trong cuốn Theo đúng Thánh Kinh, những thảm họa trong quá khứ và hiện tại của quyền năng Kinh Thánh, trang 18. Kitô giáo đã để lại một dấu vết kinh hoàng, khổ sở và chết chóc như đã được ghi trong những trang sử đẫm máu và những biến cố tàn ác, lố bịch mà Kitô giáo đã ghi lại, và những thí dụ chủ yếu về một niềm tin bị lạc lõng đã được gây ra bởi cái ảo tưởng, đôi khi là cái cớ. Đó là sự hướng dẫn của thượng đế của Kitô giáo trong Kinh Thánh. Cũng vì vậy mà đã có nhiều danh nhân trí thức đưa ra những nhận định chính xác về Kitô giáo. Sau đây là vài trường hợp điển hình. Voltaire, năm 1694, năm 1778, văn hào triết gia Pháp: Kitô giáo là tôn giáo lố bịch nhất, vô lý nhất và đẫm máu nhất, làm nhiễm độc thế giới. Trong 1.700 năm, Kitô giáo không làm gì khác ngoài việc gây hại cho nhân loại. Arthur Schopenhauer, năm 1788, năm 1860, triết gia Đức: Những hoa trái của Kitô giáo là chiến tranh tôn giáo, những cuộc tàn sát, những cuộc chiến tranh thập giá, những tòa án xử dị giáo, sự tiêu diệt của các thổ dân Mỹ và đưa ra những nô lệ Phi Châu vào thay thế. William Luckey, năm 1838, năm 1903: Sử gia Ái Nhĩ Lan hầu hết Âu Châu trong nhiều thế kỷ đã bị ngập máu, đổ máu do sự chủ mưu trực tiếp hoặc với sự hoàn toàn chấp nhận của những người có quyền trong giới giáo sĩ Công giáo. George Stanyana, năm 1000, đã viết trong cuốn The Final Superstition, năm xuất bản năm 1994, trang 169. Nói tóm lại, những bằng chứng tràn ngập cho thấy sự truyền bá Kitô giáo xưa và nay phần lớn dựa vào sự cưỡng bách, bạo hành và đàn áp. Xuyên suốt lịch sử, từ những cuộc diệt trừ những người lạc đạo ngay từ thuở đầu, cho đến những cuộc thánh chiến, những tòa án xử dị giáo, sự trấn áp những nền văn hóa khác trên khắp thế giới, Kitô giáo đã chứng tỏ những tiêu chuẩn có tính cách hủy diệt và chống loài người của tôn giáo này. Trong lĩnh vực học thuật, với tinh thần khoa học trí thức, chúng ta không thể chấp nhận ngay những lời phê phán trên, dù rằng đó là những ý kiến của các danh nhân và khảo cứu gia trong phương trời Âu Mỹ. Nơi đây, Kitô giáo là tôn giáo chủ đạo của đa số quần chúng. Vấn đề cần đặt ra là những nhận định trên có đáng tin cậy hay không? Muốn trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy điểm qua các tin tức và đầu sách mới được xuất bản gần đây. Năm 1988, Peter de Jozef, một linh mục dòng tên Jesuit, giáo sư về siêu hình học và đạo đức tại trường dòng Westminster, khoa trưởng khoa thần học tại Đại học Corpus Christi ở London, xuất bản cuốn Những đại diện của Chúa Kitô,
cái mặt đen tối của những triều chính giáo, trong đó cái tác giả vạch trần cái mặt đen tối đã ngự trị trong nhiều triều đình, triều chính giáo hoàng như đồi bại, ngụy tạo tài liệu, loạn dâm, giết người, theo đuổi chính sách diệt chủng, vân vân. Tác giả đã mở toang những cánh cửa kính màu, thường là mẫu mực trong các nhà thờ ở Tây Phương, nhất là thánh đường Pedro ở Vatican, Trần Trung Ngọc, và để lộ ra những giáo điều của giáo hội thường là hình thành bởi những ham muốn đòi bài, độc tài và cuồng tín của những giáo. Cuốn sách đã được nhiều tín đồ Cato đánh giá cao vì tính chất lương thiện và nghiêm túc của nó. Năm 1994, trong một mật thư gửi cho các hồng y về sau bị lộ ra do cho báo chí Ý, giáo hoàng John Paul đệ nhị đặt câu hỏi làm sao mà chúng ta có thể tiếp tục yên lặng trước nhiều hình thức bạo tàn mà giáo hội đã phạm phải nhân danh đức tin. Chiến tranh tôn giáo, những tòa hình án xử dị giáo và những hình thức vi phạm nhân quyền khác. Năm 1995, giáo hoàng John Paul đệ nhị thúc giục giáo hội Công giáo La Mã hãy nắm lấy cơ hội đặc biệt thuận lợi của một thiên niên kỷ mới để ghi nhận cái mặt đen tối của lịch sử giáo hội Công giáo. Năm 1995, Helen Eleper cho ra đời cuốn Cái mặt đen tối của lịch sử Kitô giáo. Chúng ta có thể đọc những lời tóm tắt sau đây, trang bìa sau. Trong khoảng thời gian gần 2.000 năm, giáo hội Kitô đã đàn áp và bạo hành nhiều triệu người trong toan tính kiểm soát và ngăn chặn vấn đề tâm linh của con người. Cuốn Cái mặt đen tối của lịch sử Kitô giáo phanh phui với chi tiết tỉ mỉ những thảm họa, đau khổ và bất công mà giáo hội đã giáng lên trên nhân loại. Tác phẩm vạch trần sự thật này làm đòi hỏi hấp dẫn và nồng nhiệt cho nhân phẩm và sự tự do trong vấn đề tâm linh. Từ nội dung những tác phẩm trên và từ những lời thú nhận từ chính miệng giáo hoàng John Paul đệ nhị nói ra, không còn nghi ngờ gì nữa, các triều chính giáo hoàng cũng như giáo hội Công giáo quả thật có một lịch sử đen tối đầy những tội ác. Và nếu chúng ta đọc kỹ Kinh Thánh thì ngay cả Thượng Đế của họ cũng có cái mặt đen tối và độc ác của Thượng Đế, như được viết rõ trong Thánh Kinh. Đúng vậy. Năm 1999, Douglas Lockhart đã xuất bản cuốn Cái mặt đen tối của Thượng Đế, đi vào chi tiết những tội ác của giáo hội Công giáo đối với nhân loại nằm trong những lời xưng thú tội lỗi, dù rất đại cương, liên quan đến bảy núi tội ác của giáo hội Công giáo. Thật vậy, ngày Chủ nhật 12 tháng 3 năm 2000, một tuần lễ trước ngày đi hành hương nơi thánh địa Jerusalem, trong một cuộc thánh lễ công cộng tại thánh đường Bezo, trước nhiều chục ngàn con người, con chiên, người chủ chiên, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đại diện cho hội thánh Công giáo gồm gần 1 tỷ tín đồ, trong đó có khoảng 5 triệu tín đồ Việt Nam, đã chính thức xưng thú bảy núi tội ác đối với nhân loại của Công giáo, một tôn giáo tự nhận là thiên khải, duy nhất, thánh thiện, mầu nhiệm, tông truyền, vương quốc của Thiên Chúa, cao quý, ánh sáng của nhân loại, vân vân. Và xin thế giới tha thứ cho những hành động tác hại trên nhân loại của Công giáo, của những con cái giáo hội Công giáo thánh thiện. Những hành động này qua gần 20 thế kỷ đã đưa đến những thảm họa to lớn cho nhân loại như thánh chiến, tòa án xử dị giáo, kỳ thị phái nữ, xâm lăng văn hóa, ý muốn thống trị và thái độ thù nghịch đối với những tôn giáo khác, bách hại dân Do Thái, gây chia rẽ trong cộng đồng Kitô, liên kết với những thế lực thực dân phát xít, vân vân. Như đã được nhắc tới hết sức đại cương trong những lời xưng thú bảy núi tội lỗi của Công giáo La Mã, những lời xưng thú tội lỗi này đã được 5 hồng y và 2 tổng giám mục long trọng tuyên đọc. Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận cùng của Công giáo La Mã tại Việt Nam được hân hạnh đọc lên những lời xưng thú tội lỗi trong mục chống lại công lý và hòa bình, vân vân, của hội thánh. Đi vào chi tiết, giáo hoàng và ban tham mưu thần học của ông đã đưa ra những lời xưng thú tội lỗi tổng quát 7 mục như sau đây: 1. Xưng thú tội lỗi chung. 2. Xưng thú tội lỗi trong khi phục vụ chân lý. 3. Xưng thú tội lỗi đưa đến sự chia rẽ giữa các tín đồ Kitô. 4. Xưng thú tội lỗi trong sách lược bách hại dân Do Thái. 5. Xưng thú tội lỗi trong những hành động với ý muốn thống trị kẻ khác, với thái độ thù nghịch với các tôn giáo khác.
không tôn trọng quyền truyền thống văn hóa và tôn giáo của các dân tộc nhỏ kém phát triển. 6. Xưng thú tội lỗi trong sự kỳ thị phái nữ, coi thường phẩm giá phụ nữ. 7. Xưng thú tội lỗi trong việc vi phạm những quyền căn bản của con người. 7. Nếu tội lỗi này thực ra không phải là những tội lỗi tầm thường mà phải nói là tội ác mới đúng. Vì từ những tội ác này mà nhiều triệu người vô tội từ già đến trẻ đã chết dưới bàn tay bạo hành đẫm máu của giáo hội Công giáo. Lẽ dĩ nhiên, tuyệt đại đa số tín đồ Công giáo La Mã suốt đời bị bưng bít nên không hề biết đến những sự kiện lịch sử này. Nhất là những tín đồ Công giáo Việt Nam thì ta lại càng ít biết hơn nữa. Bởi vậy, có những tín đồ Công giáo Việt Nam vẫn tiếp tục ca tụng trên báo chí, đài phát thanh ở hải ngoại rằng Hội Thánh Công giáo vẫn luôn luôn thánh thiện, Công giáo và Công truyền. Với kinh nghiệm 2000 năm lừa dối thế giới, với khả năng tài chính vô tận, với những phương tiện truyền thông dồi dào và với một đoàn cán bộ trung kiên, Hồng Y Tổng Giám mục Đức Ông, Giám mục và Linh mục, những người chuyên vận dụng khả năng trí thức của mình để lôi kéo quần chúng thấp kém vào dòng nô lệ tâm linh, Giáo hội Công giáo La Mã đã thành công cấy vào đầu tín đồ những niềm tin như giáo hội là một hội thánh thiện, Công giáo và Tông truyền. Giáo hội tiền phong trong việc tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ tự do, giáo hội là hiện thân của nền văn minh tốt đẹp Tây phương. Giáo hội mang hòa bình và sự hiểu biết đến cho mọi dân tộc. Tất cả những điều tự nhận trên của Giáo hội Công giáo La Mã đều chỉ là những sản phẩm tuyên truyền lừa dối đám tín đồ thấp kém. Vì lịch sử giáo hội đã chứng tỏ chúng hoàn toàn trái ngược với sự thật. Sự thật là như thế nào? Giáo hội tuyệt đối không phải là một hội thánh, vì không có một hội thánh nào lại có thể gây ra nhiều tội ác như Hội Thánh Công giáo. Giáo hội cũng chẳng có gì có thể gọi là Công giáo hay Tông truyền, vì tất cả đều trái ngược với những điều viết trong Thánh Kinh, được nền thần học Kitô giáo đặt ra để tạo quyền lực thế tục cho giới giáo sĩ. Giáo hội là một định chế tôn giáo độc tài, sánh ngang với Hồi giáo, Do Thái giáo. Do đó tuyệt đối không có một ý niệm gì về dân chủ, nhân quyền và tự do. Giáo hội là một tổ chức không có đóng góp nào đáng kể cho nền văn minh Tây phương. Trái lại, trong suốt 2000 năm đã dùng mọi nỗ lực và thủ đoạn để ngăn chặn sự tiến bộ tri thức của nhân loại, đưa Tây phương vào một thời đại mang rợ và đen tối trí thức kéo dài hơn 1000 năm. Và sau cùng, giáo hội chưa hề mang hòa bình và sự hiểu biết đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Bất cứ giáo hội truyền đạo đến đâu là ở đó xảy ra chiến tranh, hận thù và chia rẽ, và các tín đồ bị lùa vào cảnh nô lệ tâm linh, ngu dân dễ trị. Sự truyền đạo vào Việt Nam là một kinh nghiệm đắt giá cho người dân Việt Nam. Tất cả những sự thật này sẽ được chứng minh trong những phần tới. Lời thú nhận của Giáo hoàng John Paul Đệ Nhị ở trên là bằng chứng hùng hồn nhất để phủ bác những điều tự nhận của giáo hội. Chỉ tội nghiệp cho đám con chiên thấp kém ở dưới đã bị mê hoặc bởi bộ mặt giả dối của giáo hội và những hứa hẹn hoang đường của giáo hội đưa ra. Đám người xấu số vì thiếu hiểu biết cho nên cam tâm tình nguyện làm cái đấy của một kim tự tháp để cho một số người vô hạnh ngồi trên chóp đỉnh, tự trị trên đầu trên cổ với hy vọng có thể ăn được một cái bánh vẽ trên trời trong một đời sau. Thật đúng là tội nghiệp. Vì thật ra giáo hội Công giáo chẳng qua chỉ là giáo hoàng và tập đoàn Hồng Y, những người có nhiệm vụ chăn dắt đám con chiên thấp kém và ngu đần. Chăn dắt đi đâu và xuống đâu lịch sử đã ghi rõ. Đến đây chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa của từ thấp, kém hay ngu đần mà các học giả Tây phương thường dùng. Thấp kém và ngu đần ở đây không hẳn chỉ có nghĩa là ít học hay vô học, mà còn có nghĩa là không dứt bỏ được những tín lý đã không còn giá trị, không biết đến những diễn biến ngay trong chính nội bộ giáo hội và không theo kịp sự tiến bộ trí thức của nhân loại về vấn đề tôn giáo, bất kể là bằng cấp ngoài đời cao như thế nào, thuộc ngành nào. Phật giáo cũng có một từ tương đương, ngu si vô trí, không chỉ có nghĩa là ít học hay vô học mà còn là không nhìn nhận vạn pháp như chúng là như vậy, cho nên nhận giả làm chân. Vì không biết đến sự thật lịch sử của giáo hội, không biết đến thực chất đạo đức của giới chăn chiên, con chiên. Từ giáo
hoàng thượng xuống đối với các linh mục vì đã bị cấy vào đầu óc từ nhỏ những điều giáo hội dạy rằng, và nhất là đã được nhào nặn và đóng khuôn trong giáo điều, phải quên mình trong văn phục. Cho nên những tín đồ Công giáo Việt Nam luôn có quan niệm rằng mọi điều trái ngược với lời giáo hội dạy rằng điều thuộc loại chống Công giáo, bắt nguồn từ sự thù ghét Công giáo vân vân, mà không phải giờ bao giờ nghĩ ra rằng chính cái lịch sử ô nhục đẫm máu của Công giáo La Mã đã chống Công giáo hơn ai hết. Họ cũng không tự đặt cho mình một câu hỏi: nếu giáo hội Công giáo thực sự thánh thiện, tông truyền, thì tại sao người ta lại phải thù ghét hay chống giáo hội? Ở trên cõi đời này, có ai lại đi chống những cái gì thánh thiện, tốt lành bao giờ? Người ta chỉ chống những cái xấu ác, không phù hợp với tiêu chuẩn luân lý đạo đức xã hội. Ví dụ như những tổ chức như Mafia hay tổ chức băng đảng tôn giáo đồng loại. Họ cũng không hề biết rằng tuyệt đại đa số những tác phẩm mà họ cho là thuộc loại chống Công giáo lại cho chính những tác giả ở trong giáo hội gồm các hồng y trở xuống và do những tín đồ Kitô giáo ở trong môi trường đại học Âu Mỹ như giáo sư đại học, chuyên gia về tôn giáo v.v. viết về những bậc trí thức lương thiện không thể bán rẻ lương tâm để trao truyền cho những điều mê tín, phi lý trí, phản khoa học, ngược thời đại v.v. Họ đưa ra những sự thật lịch sử của giáo hội không có nghĩa là họ chống tôn giáo của họ, mà chỉ có mục đích khai sáng tâm trí người dân để cho họ biết rõ đâu là sự thật, nhất là khi những sự thật này đã được chính giáo hoàng và giáo hội thú nhận. Cho nên thật ra các tín đồ Công giáo cần phải cảm ơn những người đã giúp họ tìm hiểu sự thật. Họ kéo ra khỏi vòng u mê tâm tối, vòng nô lệ tâm linh và những giáo điều hạ thấp họ xuống hàng súc vật, con chiên, bảo đâu ngay đó của một số người tự ban cho mình những thần quyền hoang đường để hưởng những quyền lợi thế tục trên đám tín đồ thấp kém. Sau khi giáo hoàng Sanh Bao Đệ Nhị của Công giáo La Mã chính thức xưng thú bảy nỗi tội lỗi của Công giáo và xin thế giới tha thứ cho những tội ác của Công giáo bằng những lời lẽ rất đại cương, thì ký giả Levitt Wittin đã tường thuật trong tờ Chicago Tribune ngày 16 tháng 3 năm 2000 nhận định của Hồng Y John Connor, tổng giám mục pháp nhận New York như sau: hầu hết các tín đồ Công giáo không biết đến cái lịch sử mà giáo hoàng nói trên. Và nếu theo lời của Hồng Y John Connor, tổng giám mục địa phận New York, tín đồ Công giáo phải được thật sự giải phóng thì họ phải biết sự thật đó như thế nào. Tại sao Hồng Y John Connor lại phát biểu ý kiến như vậy? Vì ông ta thừa biết rằng các giáo hội Công giáo mẹ cũng như địa phương có chính sách bịt mắt bịt tai giáo dân. Họ đi trong bóng tối dày đặc của ý thức hệ La Mã, duy trì sự thích thú của họ trong những sự giả dối mê tín, cho nên không bao giờ muốn cho các tín đồ Công giáo biết những sự thật về Công giáo, sợ rằng niềm tin của họ sẽ bị chao đảo, kéo theo sự suy giảm nguồn lợi vật chất của giáo hội. Vì đã quen đi trong bóng tối cho nên chúng ta thấy rõ các tín đồ Công giáo, nhất là những tín đồ Công giáo Việt Nam, không chịu được ánh sáng của những sự thật về tôn giáo của họ. Loạt bài sau đây được viết ra hoàn toàn dựa trên những tài liệu lịch sử về Kitô giáo, đặc biệt là về Công giáo, không ngoài mục đích là theo lời Hồng Y John Connor, giúp cho các tín đồ Công giáo và tín lành Việt Nam biết một phần sự thật về những tội ác của Kitô giáo. Hy vọng họ có thể được sự thật giải phóng nếu họ có đủ can đảm bỏ được cái tâm cảnh sợ sệt sự thật, tự mình thoát ra khỏi cái vòng nô lệ tâm linh và vật chất đã đè nặng trên hai vai của họ qua nhiều đời. Ngoài ra, những người ngoại đạo cũng cần phải biết đến những sự thật này, vì trong một thế giới đa dạng, đa tôn giáo ngày nay, chúng ta không có quyền thu hẹp kiến thức chỉ ở trong một tôn giáo của mình. Mà vì dù sao thì tôn giáo cũng có nhiều ảnh hưởng đến những xã hội mà chúng ta đang sống trong đó. Sự thật là sự thật, không có tính phê phái, không có tính chống đối, chỉ có tính làm cho con người thức tỉnh và do đó buông mọi mê hoặc đã kéo mình xuống hàng súc vật, phải được chăn dắt trở lại là một con người đúng nghĩa là một con người. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình vừa trình bày xong phần giảng nhập
lịch sử đen của tôn giáo, của công giáo. Xin mời các bạn xem nghe phần tiếp theo, phần 1, phần 2, phần 3, 4, phần 5. Mình sẽ làm sao, nếu khi nào rảnh mình sẽ làm tiếp tục. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Lại là một con người, đúng nghĩa là một con người. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình vừa trình bày xong phần giảng nhập lịch sử đen của tôn giáo, của công giáo. Xin mời các bạn xem nghe phần tiếp theo, phần 1, phần 2, phần 3, 4, phần 5. Mình sẽ làm sao, nếu khi nào rảnh mình sẽ làm tiếp tục. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.